anh hùng và kẻ tội đồ, đôi khi chỉ cách nhau một cái biên giới mỏng manh như ngọn tóc. Và trong nhiều trường hợp, anh hùng hay tội phạm chỉ được phân định trong góc nhìn của mỗi người. Chắc hẳn chúng ta đều đã từng nghe qua và biết đến cái tên Robin Hood, cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Thế nhưng, trong thế kỷ thứ 20, còn có một nhân vật khác cũng được gọi với cái tên là Robin Hood. Người mà tôi đang nói tới là ông trùm chất cấm khét tiếng một thời, Pablo Escobar của Colombia. Hãy cùng tìm hiểu về con người này qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry Khám Phá. Miền Tây hoang dã của thế kỷ 20. Chắc hẳn ở đây, nhiều người đã từng nghe tới cái tên miền Tây hoang dã của Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 19. Một nơi mà pháp luật vô cùng mờ nhạt, với những gã cao bồi có súng trong tay và sống với triết lý diệt hay bị diệt. Tuy nhiên, thời kỳ đó tại Hoa Kỳ đã kết thúc ngay trong thế kỷ đó. Nhưng Hoa Kỳ thì không phải là nơi duy nhất có cái miền Tây hoang dã này. Colombia của thế kỷ trước cũng được xem là nơi tương tự như vậy. Sự nghèo đói và quản lý yếu kém của chính phủ gần như bỏ mặc những người nghèo khổ đã tạo ra một xã hội hỗn loạn với những băng đảng tội phạm nổi lên như nấm mọc sau mưa. Người dân khi đó gần như không thể trông chờ gì vào cảnh sát và họ thì có xu hướng tự bảo vệ mình nhiều hơn. Dù không có những gã cao bồi với súng ổ quay cho những con ngựa bám bụi phóng trần, nhưng hình ảnh hàng đàn xe bán tải với những tay súng 55 khẩu AK-47 trong tay đã tạo nên thương hiệu ở đây. Có thể nói rằng Colombia khi đó chính là bản sao hoàn hảo nhất của miền Tây hoang dã. Và tại nơi đây, một kẻ được xem là Robin Hood thứ hai đã xuất hiện. Đó là Pablo Escobar. Escobar có tên đầy đủ là Pablo Emilio Escobar Gaviria, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1949, trong một gia đình có tới 7 anh chị em. Các bạn đoán xem, một đứa trẻ được sinh ra trong cái xã hội chỉ toàn súng đạn và bạo lực, thì nó sẽ sinh tồn kiểu gì nào? Đó chính là sinh tồn theo triết lý như miền Tây hoang dã thế kỷ thứ 19 mà tôi nói ở trên. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ 7 tuổi, các vụ xả súng và phạm tội đã là chuyện thường ngày mà Escobar được chứng kiến. Thậm chí chính gia đình của hắn cũng là một mắt xích trong đường dây buôn lậu lớn ở đây. Ngay từ năm 10 tuổi, Escobar đã tự ghi dấu ấn cho mình bằng cách tham gia vào các vụ ẩu đả và tranh chấp đem các mối làm ăn về cho gia đình. Cùng với người anh trai của mình, thực hiện những phi vụ đường phố nhỏ lẻ, bán thuốc lá lậu, bán vé số giả và ăn cắp cả xe hơi. Những năm đầu thập niên 1970, trước khi gia nhập thị trường chất cấm, Escobar vừa trộm cắp, vừa làm vệ sĩ, được cho là đã kiếm được 100.000 đô bằng việc bắt cóc và giam giữ một ủy viên hành pháp để lấy tiền chuộc. Máu lạnh, quyết đoán, nổ súng không ghê tay, nhưng cũng đầy thông minh và mưu mẹo là những gì đã tạo nên sức hút cho Escobar với các ông trùm lớn, muốn được chiêu mộ hắn vào băng đảng của mình. Dù là kẻ có tham vọng, nhưng hắn ta thì lại rất biết nhẫn và biết nhìn thời. Hắn bắt đầu làm việc cho Alvaro Prieto, một tên buôn lậu ở khu vực Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, nhằm hiện thực hóa mục tiêu kiếm được 1 triệu peso trước năm 22 tuổi. Và đã thành công ngoài mong đợi, khi năm 26 tuổi, hắn đã có 100 triệu peso, tương đương với 3 triệu đô la thời đấy, trong tay. Thế nhưng, như đã nói, máu ung trùm của Escobar đã chảy trong hắn từ ngay cái ngày cất tiếng khóc chào đời. Đời nào hắn chịu ngồi chiều dưới của các ông trùm cơ chứ? Colombia trong những năm 1970-1980 là thiên đường cho tội phạm, đặc biệt là chất cấm. Nếu coi việc buôn bán chất cấm là khởi nghiệp, thì Escobar là kẻ khởi nghiệp thành công nhất khi biến 3 triệu đô la trong tay mình thành 50 tỷ đô trong vòng có 15 năm. Từ năm 1975, Pablo bắt đầu khởi nghiệp với hoạt động kinh doanh cocaine của mình. Nhiều chuyến bay chủ yếu giữa Colombia và Panama dọc theo các tuyến đường buôn lậu vào Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng có vài năm, hắn ta đã lập được cả một phi đội máy bay với 15 phi cơ và 6 trực thăng chuyên chở cocaine từ Panama, Ecuador, Peru, v.v. chuyển tới Colombia trước khi chúng được điều chế để chở ngược tới Hoa Kỳ. Những vụ đụng độ với lực lượng chấp pháp là điều hiển nhiên khi đã động tới chất cấm. Tuy nhiên, Pablo là một kẻ lạ. Hắn không hổ báo nổ súng ngay trong lần đụng độ, cũng không thực hiện hối lộ cảnh sát luôn. Hắn đã biến đây trở thành một thương vụ đàm phán, biến hắn thành ông trùm độc nhất vô nhị trên thế giới. Vào tháng 5 năm 1976, Escobar cùng với người của hắn bị bắt vì tàng trữ 18kg bột nhão trắng khi hắn đang cố mang hàng vượt tải trọng từ Ecuador tới Medellin. Ban đầu,
Pablo tìm cách hối lộ các thẩm phán của thành phố Medellin, những người đang chuẩn bị thụ lý vụ án của hắn, nhưng đã không thành công. Sau nhiều tháng đấu tranh pháp lý, Pablo đã xử tử luôn hai sĩ quan đã bắt giữ hắn, và vụ án sau đó đã phải hủy bỏ. Roberto Escobar, anh trai của Pablo, đã kể chi tiết đây chính là thời điểm Pablo bắt đầu các phương thức đối phó với chính quyền bằng việc hối lộ hoặc là sát hại. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Pablo biết điều này, thậm chí ông ta còn là người sử dụng câu nói đó một cách thành công nhất khi thành lập ra băng đảng mafia khét tiếng một thời của mình mang tên Medellin Cartel. Và cũng từ đây, cái tên Pablo Escobar đã bước ra ánh sáng với hình ảnh là một nhân vật khó tả trong mắt nhiều người. Tại sao lại khó tả? Cùng xem tiếp video để biết nhé. Robin Hood của thế kỷ 20. Vào cuối những năm 1970, Pablo Escobar cùng với kẻ làm ăn lâu năm là Carlos Leder đã mua một hòn đảo có tên Normanskay cách bờ biển Florida khoảng 220 dặm, tương đương với 350 km về phía đông nam. Cả hai đã thành lập nên đế chế Medellin Cartel tại đây, một trong những băng đảng tội phạm chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Băng đảng này hoạt động trong suốt những năm 1970 và 1980 tại Bolivia, Colombia, Panama, khu vực Trung Mỹ, Peru và cả Hoa Kỳ, cũng như có ở Canada và cả châu Âu nữa. Escobar và Robert Vesco sau đó đã mua phần lớn đất đai trên hòn đảo, bao gồm đường băng dài 1 km, bến cảng, khách sạn, nhà ở, tàu thuyền và cả máy bay, rồi còn cho xây dựng một nhà kho lạnh để lưu trữ cocaine. Từ năm 1978 đến năm 1982, đây là tuyến đường buôn lậu chính của Medellin Cartel. Từ lợi nhuận khổng lồ được tạo ra bởi tuyến đường này, Escobar đã sớm mua được mảnh đất rộng tới 20 km2 ở Antioquia với giá vài triệu đô la Mỹ, nơi mà sau này hắn đã xây dựng nên Hacienda Navales, một tòa lâu đài đúng nghĩa với cả sở thú, hồ nước, vườn điêu khắc, trường đấu bò tư nhân cùng nhiều thú vui chơi xa xỉ khác dành cho gia đình của hắn và cả tập đoàn của Escobar. Từng có lúc, người ta ước tính là có khoảng từ 70 tới 80 tấn cocaine được tuồn vào Hoa Kỳ từ Colombia vào mỗi tháng. Tới giữa những năm 1980, ở đỉnh cao quyền lực, Medellin Cartel vận chuyển 11 tấn hàng cấm trên mỗi chiếc máy bay phản lực đến Hoa Kỳ. Tải trọng lớn nhất mà Escobar vận chuyển là 23.000 kg trộn với bột cá và được chuyển bằng thuyền, theo lời xác nhận của anh trai hắn trong cuốn sách Escobar. Roberto Escobar cũng kể lại rằng, ngoài việc sử dụng máy bay thì em trai của ông ta còn thuê hẳn hai chiếc tàu ngầm nhỏ cho những chuyến hàng có tải trọng khổng lồ. Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, ước tính mỗi ngày Escobar đút túi riêng đến 70 triệu đô. Để cho các bạn dễ hình dung là số tiền này lớn thế nào thì tôi sẽ lấy ví dụ thế này cho dễ nhé. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất vào năm 1965, mỗi ngày nước Mỹ phải bỏ ra khoảng 75 triệu đô cho các phi vụ đánh phá, tức là số tiền mà Escobar kiếm được thời kỳ đỉnh cao đủ để duy trì cả một cuộc chiến tranh đấy. Ước tính đến năm 1985 thì tài sản của Escobar đã lên tới 50 tỷ đô. Tuy nhiên, theo lời khai của những kẻ thân cận với hắn thì Escobar còn có một kho báu riêng bao gồm vàng, chất cấm có trị giá lên tới hơn 3 tỷ đô nữa, vốn đang được cất giữ ở đâu đó trên thế giới. Nó nghe giống như kho báu của One Piece vậy. Người của Medellin Cartel đã phải dành tới hơn 1.000 đô mỗi tuần để mua dây chun buộc tiền cất trong nhà kho. Trong quá trình cất giữ, 10% số tiền bị mất mỗi năm do chuột gặm. Thế nhưng hắn cũng chả quan tâm tới điều này. Không những vậy, Escobar còn có những bước tiến sâu hơn vào công việc làm ăn của chính phủ và mở ra những con đường trở thành một Robin Hood của thế kỷ thứ 20. Vào những năm 1980, chính phủ Colombia đã ngày càng trở nên bất lực trước các băng đảng và các nhóm du kích thân cộng sản có tên là lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng tới mức họ đã phải nhờ tất cả những quân đội tư nhân và hợp tác cùng với các băng đảng tội phạm để có đủ lực lượng chống lại lực lượng du kích này. Escobar đã nhanh chóng chấp lấy thời cơ để mở rộng đế chế của mình. Vào cuối năm 1981 và đầu năm 1982, các thành viên của Medellin Cartel, quân đội Colombia, tập đoàn Texas Oil có trụ sở tại Hoa Kỳ, cơ quan lập pháp của Colombia, các nhà công nghiệp nhỏ và các chủ trang trại gia súc giàu có đã cùng nhau tham dự một loạt các cuộc họp ở Puerto Boyacá và thành lập một tổ chức bán quân sự được gọi là Muerte a Secuestrados, viết tắt là MAS. Quân đội này
được lập ra để bảo vệ lợi ích kinh tế của họ và để bảo vệ giới tinh hoa địa phương khỏi những vụ bắt cóc và tống tiền. Đến năm 1983, các vấn đề nội bộ của Colombia đã gây ra tới 240 vụ ám sát chính trị bởi các đội tử thần của MAS, chủ yếu là các nhà lãnh đạo cộng đồng, các quan chức được bầu và nông dân. Năm 1983, Escobar đã thành lập ra một tổ chức khác có tên là Hiệp hội Nông dân và Nông dân Trung Magdalena, viết tắt là ACDGAM. Đây chính là cái tên đã biến hắn thành Robin Hood. Hiểu nôm na, Escobar đã có quân đội riêng trong tay. Giờ đây, hắn lập ra tổ chức này gần như là một chính quyền điều hành, một tổ chức pháp lý danh nghĩa cho hắn. Dần dần, từng bước, Escobar muốn thiết lập một chính quyền riêng của mình. Nhóm bán quân sự ACDGAM đã đưa ra các chính sách về quyền lao động và điều hành chi phối các hoạt động của nhiều tổ chức lao động khác. Nếu ACDGAM phát hiện thấy các mối đe dọa, thì MAS sẽ lập tức hỗ trợ bằng cách tấn công hoặc ám sát bất cứ ai nghi ngờ lật đổ. ACDGAM cũng xây dựng các trường học với mục đích là tạo ra một môi trường giáo dục yêu nước và chống cộng, cũng như xây dựng đường xá, cầu cống, trạm y tế. Họ tuyển dụng thông tin, lưu trữ vũ khí, thông tin liên lạc, tuyên truyền và dịch vụ y tế đều được thực hiện trong trụ sở. Một điều khá là ảo ma, đó là dù là trùm chất cấm, thế nhưng dưới thời của Escobar, ông ta lại ra sức chống chất cấm và giúp đỡ nhiều người dân tại Rio Negro, Antioquia, Colombia, quê nhà của ông. Một điều ảo ma hơn nữa, đó là vào thời mà băng đảng của Escobar hoạt động mạnh tại thành phố Medellin thì tỷ lệ người nghiện ở đây chỉ có 4%. Thế nhưng, vào những năm sau khi băng đảng của ông ta tan rã thì tỷ lệ người nghiện ở đây đã tăng lên chóng mặt và lên tới 15,5% vào những năm 2010. Sở dĩ như vậy là vì Escobar chỉ thực hiện điều chế chất cấm ở Colombia và buôn lậu ngược sang Hoa Kỳ, chứ ông ta không bán chúng tại Colombia, một hành động mà nhiều người gọi là mang ngoại tệ về cho đất nước. Escobar tiếp tục có những bước tiến xa hơn trong con đường làm Robin Hood khi ACDGAM và MAS bắt đầu tăng trưởng nhanh và dần dần đã trở thành một lực lượng vũ trang chính thức. Ngoài chống du kích thì hai tổ chức này đã gần như thay thế luôn cảnh sát ở đây để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho người dân. Escobar cùng với những ông trùm khác đã bắt đầu rót một lượng tiền mặt lớn vào tổ chức này để trả tiền mua thiết bị, huấn luyện và vũ khí. Súng trường chiến đấu hiện đại như AKM, FNFAL, Galin và HKG3 được mua từ quân đội. Tổ chức của Escobar có máy tính và điều hành một trung tâm truyền thông phù hợp với văn phòng viễn thông của nhà nước. Họ có tới 30 phi công và một loạt các máy bay trực thăng. Các giảng viên quân sự ở Anh, Israel và Mỹ được thuê để tới giảng dạy cho các trung tâm huấn luyện bán quân sự của Escobar. Các tổ chức của Escobar phát triển rất mạnh và lượng chất cấm được chuyển tới Hoa Kỳ và châu Âu đã tăng phi mã theo từng tháng. Hoa Kỳ đã nhận thức được các hoạt động đáng ngờ. Nhóm này đã bị đặt dưới sự giám sát của lực lượng đặc nhiệm liên bang. Bằng chứng đã được thu thập, biên soạn và trình bày trước một bồi thẩm đoàn, dẫn tới những cáo trạng, bắt giữ và án tù cho những người bí mật kết án tại Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy được sự liên kết của chính phủ Colombia với các băng đảng tội phạm. Họ bắt đầu gây sức ép lên chính phủ nước này, đồng thời hứa hẹn là sẽ viện trợ kinh tế nếu chính phủ triệt hạ các băng đảng tội phạm ở đây. Và rồi thì dưới nhiều sức ép từ chính phủ Colombia, họ đã đi tới đàm phán và bắt giam Escobar. Tuy nhiên, thì đây mới chính là điều có 102 trong lịch sử tội phạm. Vào năm 1991, luật sư của Escobar đã đưa ra một đề án kỳ lạ. Escobar sẽ chịu đi ở tù 5 năm, thế nhưng phải để cho ông ta xây dựng một nhà tù riêng và Colombia phải thỏa thuận là không giao Escobar cho Mỹ. Escobar đã tự xây nhà tù ở La Catedral, trong đó có một thác nước, một bar rượu, trong phòng tắm thì có jacuzzi và một sân đá banh. Ngoài ra, Escobar còn được quyền lựa chọn những người gác tù. Ông ta tha hồ thao túng trong nhà tù này và điều hành mọi chuyện bên ngoài bằng điện thoại, không khác gì một khách sạn. Và ai cũng biết rằng Escobar đã tha hồ tự tung tự tác khi bị giam lỏng ở La Catedral. Nhưng vào tháng 7 năm 1992, có tin đồn rằng Escobar đã ra lệnh bắt giữ một số nhân viên không trung thành với ông và điều họ tới nhà tù. Ông ta đã tra khảo rồi sát hại họ. Sự lộng hành này của Escobar khiến nhà nước Colombia muốn đem ông ta về giam trong một nhà tù bình thường. Biết tin này, Escobar lo sợ bị bắt được qua Mỹ nên đã đảo thoát. Có tới hai lực lượng muốn truy lùng Escobar. Một là lực lượng của chính quyền Colombia do Mỹ hỗ trợ, lực lượng còn lại là Los Pepes, một nhóm gồm những kẻ thù của Escobar do đối thủ của ông
là Cali Cartel giật dây. Và cuối cùng, cuộc vui nào cũng phải tới hồi kết. Ngày 2 tháng 12 năm 1993, lực lượng an ninh của Colombia đã phát hiện ra Escobar đang trốn tại một khu vực của Medellin. Lực lượng đã tiến vào và mong bắt sống Escobar, nhưng ông ta đã kháng cự và một vụ nổ súng diễn ra giữa hai phe. Escobar bị bắn lúc đang chạy trốn trên nóc nhà, một viên đạn vào thân và một viên vào chân. Thế nhưng viên chí mạng là viên bắn vào tai. Có người nghĩ rằng Escobar đã tự sát, lại có kẻ đã tin rằng là cảnh sát Colombia đã xử tử ông. Cuộc đời của ông trùm chất cấm một thời, từng thống trị chất cấm thế giới, đã kết thúc tại đây. Nhưng di sản của Escobar để lại thì vẫn còn gây tranh cãi, trong khi nhiều người đã tố cáo bản chất tội ác của hắn. Hắn được coi là một nhân vật giống với Robin Hood đối với nhiều người ở Colombia, vì đã cung cấp nhiều tiện nghi cho người nghèo, nhất là tại quê nhà, khi chính phủ đã gần như bỏ mặc họ trong nhiều năm. Sự qua đời của Escobar đã được những người tại quê nhà hắn tổ chức long trọng, được để tang và đám tang có tới hơn 25.000 người tham dự. Sau khi Escobar qua đời, nhóm Medellin đã tàn rã. Nhóm buôn bán thuốc mới là Cali Cartel đã trở thành nhóm mạnh nhất cho tới khi nó bị nhà nước Colombia tiêu diệt vào thập niên 90. Những người nghèo ở vùng Medellin vẫn còn nhớ tới Escobar giống như một người anh hùng hay một vị mạnh thường quân. Nhiều sách, bộ phim và trang mạng đã ra đời để nói về cuộc đời của Escobar. Anh hùng hay tội phạm đôi khi chỉ cách nhau có một ánh mắt, một góc nhìn. Escobar trong mắt của chính phủ có thể là một kẻ độc ác, tráo trở và tàn nhẫn. Thế nhưng trong mắt của những người nghèo đã gần như bị chính phủ bỏ rơi lúc đó, thì Escobar chính là vị cứu tinh đã xuất hiện đúng lúc để cứu rỗi cuộc đời của họ.